Dương Tử Quỳnh thay đổi định kiến trọng nam khinh nữ của Thành Long. Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là nữ hoàng hành động châu Á với những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim Phong Vân 2, Họa Ngổ Tàng Long, Hoắc Nguyên Giáp, Xác Ướp 3, Hoa Mộc Lan. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Dương Tử Quỳnh khiến các đạo diễn kỳ cựu và nhiều sao nam phải khâm phục, trong đó có Thành Long. Từ một hoa hậu Malaysia, cô trở thành đại nữ của màn ảnh Trung Quốc và là một trong những nữ diễn viên gốc Á thành công nhất Hollywood. Mới đây, Dương Tử Quỳnh quay lại màn ảnh Hollywood với bộ phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Tiếp tục thể hiện khả năng võ thuật ở tuổi U60, Dương Tử Quỳnh được khen ngợi với nhan sắc của một cựu hoa hậu và khí chất xứng danh nữ hoàng cung phu Trung Quốc. Trong bài phỏng vấn với The Guardian, Dương Tử Quỳnh chia sẻ nhiều về những vai diễn võ thuật trong sự nghiệp, đặc biệt là trong bộ phim Supercop, câu chuyện Cảnh sát 3 năm 1992 của Thành Long. Nữ diễn viên cho hay, trong bộ phim cô tự mình thực hiện một cú nhảy nguy hiểm từ mô tô lên một đoàn tàu đang di chuyển. Khi chúng tôi mới bắt đầu ở Hồng Kông, bạn không có sự trợ giúp từ GGI. Bạn chỉ ra ngoài và làm những gì bạn phải làm. Tôi cảm thấy mình là bất khả chiến bại, cô nói. Thành Long đã cầu xin Dương Tử Quỳnh không thực hiện những pha nguy hiểm điên rồ như vậy. Anh ấy giải thích, vì khi cô làm được một thì tôi phải làm tốt hơn một. Áp lực đè nặng lên anh ấy, tội nghiệp Thành Long, nữ diễn viên kể. Đồng thời khi được hỏi chuyện Thành Long nghĩ rằng phụ nữ nên ở trong nhà bếp thay vì đóng phim hành động, Dương Tử Quỳnh khẳng định, anh ấy đã từng nghĩ như vậy cho đến khi gặp tôi. Tiết lộ của Dương Tử Quỳnh gây chú ý bởi trước đó, Thành Long từng thừa nhận bản thân không phải lúc nào cũng đối xử tôn trọng với phụ nữ. Trong hồi ký Never Grow Up, ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc kể, ông thường xuyên đối xử tệ với phụ nữ trong những năm đầu sự nghiệp của mình. Đối mặt với định kiến của đồng nghiệp và công chúng thập niên 80-90, nhưng Dương Tử Quỳnh vẫn miệt mài khẳng định khả năng của bản thân. Dương Tử Quỳnh kể cô tập võ hàng ngày từ 8:30 sáng đến khi mặt trời lặn, bất chấp hiểm nguy khi tự thực hiện vô số cảnh hành động nguy hiểm đến tính mạng. Trong bộ phim Yes Madam 1986, Dương Tử Quỳnh phải thực hiện cảnh đánh nhau với một băng đảng và lao người xuyên qua cửa kính. Trong một cảnh quay khác, cô bị treo ngược người trên lan can của một ban công. Khi tham gia bộ phim Chuyện của A Kim 1995, Dương Tử Quỳnh từng gặp chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp. Khi bị đẩy từ trên cao xuống, lưng của nữ diễn viên đập vào một vật thể lạ rất cứng, khiến cô không nói nên lời mà chỉ nằm bẹp một chỗ. Những người có mặt tại phim trường lúc đó đều cho rằng nữ diễn viên đã bị gãy lưng. Lúc đó Hồng Kim Bảo đẩy tôi ngã xuống, chúng tôi không nghĩ lại cao vậy. Bình thường ở phim trường Hồng Kim Bảo hay gọi tôi là Dương Tử Quỳnh, khi ấy cuốn quá anh gọi luôn tên thật của tôi và hét lên, "Yo you can, cô có sao không?" Cô kể. Đã 30 năm đóng phim hành động, nhưng Dương Tử Quỳnh vẫn chưa ngưng nghỉ. Không chỉ thể hiện kỹ năng võ thuật đáng nể, nữ diễn viên còn đảm nhận những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Nhờ vậy, ở tuổi 59, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút và độ nổi tiếng không suy giảm. Có thể nói sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh tỏa sáng bao nhiêu thì đường tình của cô lại khá dằn trần. Cô từng có một cuộc hôn nhân đầu tan vỡ với doanh nhân Phan Địch Sinh khi chưa đầy 30 tuổi. Cô kết hôn với Địch Sinh vào năm 25 tuổi, nhưng vì không cân bằng được công việc và gia đình nên cặp đôi chia tay sau 3 năm chung sống. Cú sốc này khiến cô mất niềm tin vào tình yêu và đặc biệt là hôn nhân. Phải nhiều năm sau cô mới dám mở lòng với một người đàn ông, đó chính là Shin Tosh. Báo chí nước ngoài từng đăng tải thông tin, đạo diễn Oliver Stone rất tích cực theo đuổi nữ diễn viên châu Á xinh đẹp và tài năng khi hai người hợp tác chung trong bộ phim Sunshine. Tuy nhiên, Dương Tử Quỳnh đã phủ nhận về mối quan hệ ấy. Sau đó, vào năm 1994, cô lại lọt vào tầm ngắm của Dương Bỉnh Lương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty thời trang danh tiếng ở Hồng Kông. Cuộc tình không được người đẹp thừa nhận với công chúng cũng kéo dài được khoảng 3 năm. Nói về lý do chia tay, Dương Tử Quỳnh cho biết bạn trai không thích cô đóng phim tại nước ngoài nên hai người dần nảy sinh mâu thuẫn và xa cách, trong khi báo giới Hồng Kông khẳng định Bỉnh Lương ngoại tình khiến Tử Quỳnh quyết định chia tay. Năm 1999, Dương Tử Quỳnh đính hôn với một bác sĩ người Mỹ gốc Á tên là Á Luân, nhưng một năm sau đó cô đã hủy hôn. Người tình tin đồn của Dương Tử Quỳnh còn có Chung Tái Tư, một ông chủ của công ty điện ảnh có địa vị lớn tại Hồng Kông. Sau mối tình này cũng không kéo dài được bao lâu. Sau 3 năm hẹn hò cùng Shin Tosh, giám đốc đội đua Scuderia Ferrari, ngôi sao hành động số 1 châu Á Dương Tử Quỳnh thừa nhận cô muốn kết hôn. Dương Tử Quỳnh đính hôn với Shin Tosh, một doanh nhân có tiếng hơn cô những 16 tuổi vào năm 2006. Sau 10 năm bên nhau, Dương Tử Quỳnh quyết định nhận lời tổ chức đám cưới với Shin Tosh. Trước khi tìm được bến đỗ hạnh phúc bên Shin Tosh, Dương Tử Quỳnh từng trải qua nhiều mối tình buồn bã và đầy nước mắt. Dù không đẹp và trẻ tương xứng với Dương Tử Quỳnh, nhưng Shin Tosh lại là người đàn ông thực sự khiến cô có cảm giác an toàn sau những mối tình chóng vánh. Sự nghiệp thành công, tình yêu trọn vẹn là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ ở đại nữ số 1 màn ảnh Trung Quốc.